Bộ Công Thương vừa chính thức công bố những vấn đề về quy định xuất khẩu gạo, theo đó bộ sẽ xem xét điều chỉnh lại các quy định về xuất khẩu gạo trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp muốn xin xuất khẩu gạo nhưng lại không được do vướng quy hoạch của bộ. Theo Bộ Công Thương, do nhiều doanh nghiệp không kinh doanh chuyên sâu ngành lương thực, chỉ tham gia xuất khẩu khi thị trường thuận lợi nên khi họ ký được hợp đồng mới tổ chức thu mua gây bất ổn thị trường, khiến nông dân rơi vào tình cảnh được mùa rất giá. Vì vậy, chính phủ đã ban hành Nghị định số 109 trên 2010. Bộ Công Thương cũng ban hành thông tư khống chế số lượng doanh nghiệp được xuất khẩu gạo. Trong khi đó, thời gian qua, một số doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu các mặt hàng gạo đặc sản, chất lượng cao lại gặp nhiều rủi ro và không đạt được hiệu quả cao khi đầu tư xây dựng ngay kho chứa, cơ sở xây sát quy mô lớn. Đồng thời, một vài doanh nghiệp tại một số địa phương không nằm trong vùng quy hoạch cũng muốn đầu tư xây dựng kho chứa, cơ sở xây, sát thóc do đó bộ công thương định hướng sẽ tạo thuận lợi phát huy tối đa năng lực sản xuất xuất khẩu của doanh nghiệp và đáp ứng yêu cầu công tác điều hành hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo trong thời gian tới